Mọi người, mình là Yến, sinh viên khoa luật trường Đại học Văn Lang. Hiện tại, sau 2 mùa tuyển sinh, khoa luật có hơn 500 bạn sinh viên đang theo học tại khoa. Tháng 10 năm 2018, khoa luật kinh tế đã đổi tên thành khoa luật. Ngày hội pháp luật năm ngoái, chúng ta đã có rất nhiều gian hàng cũng như phần quà hấp dẫn đa dạng dành cho tất cả các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, chúng ta còn được học tập cũng như là tìm hiểu về các ngành luật trong ngành pháp luật Việt Nam cũng như là ngành luật kinh tế trường Đại học Văn Lang. Yến nghĩ đây là một chương trình vô cùng bổ ích và thú vị. Mong tất cả các bạn cùng tham gia nhé. Chào mọi người, tụi mình là sinh viên khóa 24 khoa luật của trường Đại học Văn Lang. Hiện tại mình chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng từ khi học luật, mình cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn rất là nhiều và luôn được trau dồi thêm nhiều kiến thức mới và bổ ích. Và sắp tới đây nghe nói sẽ có ngày hội pháp luật 2018-2019. Mình nghĩ khi tham gia ngày hội, chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về pháp luật và mở rộng kiến thức hơn. Vì vậy, mình rất mong được gặp lại các bạn trong ngày hội pháp luật được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2018 tại cơ sở 2 trường Đại học Văn Lang nha.